Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu Tô Lâm có tiếp tục đàn áp nhân quyền khi nắm trọn quyền lực trong tay? Ngày 24 tháng 7, AFA tiếng Việt bình luận quan ngại về viễn cảnh nhân quyền u ám thời Tô Lâm. Theo đó, một số chuyên gia nhân quyền bày tỏ quan ngại sâu sắc về viễn cảnh nhân quyền Việt Nam đầy u tối trong tương lai khi ông Tô Lâm là người nắm quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam. AFA dẫn lời ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Ủy ban Cứu Người Việt Biển bày tỏ quan ngại khi ông Tô Lâm vốn đã khét tiếng với những vụ đàn áp nhân quyền, nay lại thâu tóm hết quyền lực, thì nhân quyền ở Việt Nam trong tương lai sẽ tồi tệ hơn rất nhiều. Theo ông Thắng, trong 13 năm ông Trọng làm tổng bí thư, gần như đã xóa bỏ hết tất cả những quy định, định chế trong nội bộ của đảng Cộng sản Việt Nam. Ví dụ như việc ông Trọng ở lại làm tổng bí thư đến nhiệm kỳ thứ ba. Khi chuyển giao lại cho Tô Lâm thì các định chế không còn nữa. Thành ra, Tô Lâm rất dễ dàng bước vào và ngồi trong cái ghế của ông Nguyễn Phú Trọng và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các sự độc đoán của một cá nhân, ông Thắng nói. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Một nguyên nhân khác khiến ông Thắng tin rằng nhân quyền Việt Nam sẽ tụt dốc hơn nữa vì ông Tô Lâm giờ đây đã làm chủ tịch nước Việt Nam. Các nước trên thế giới thường ít khi chế tài chủ tịch một quốc gia khác. AFA cũng dẫn nhận định của bà Minh Trang thạc sĩ chuyên ngành quyền và thực hành quyền cho rằng, trong vòng 3 đến 5 năm tới, nếu không có một tác nhân nào đặc biệt xảy ra, thì tình hình nhân quyền sẽ tiếp tục xu hướng càng ngày xấu đi dưới thời Tô Lâm điều hành đất nước. Tháng 4 năm 2016, ông Tô Lâm bắt đầu ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Theo bà Trang, kể từ đó các nhà hoạt động chính trị, nhân quyền phải chịu các bản án tù dài hơn, lên đến hơn chục năm. Đơn cử như nhà hoạt động môi trường Hoàng Bình, ông Lê Đình Lượng, nhà báo Phạm Đoan Trang, các thành viên hội nhà báo độc lập. Tình hình nhân quyền ở Việt Nam vào năm 2023, năm 2024 còn tệ hơn rất nhiều so với năm 2018. Năm 2018 thì chưa có chuyện đàn áp trên diện rộng, chưa có việc nhân viên của các tổ chức phi chính phủ có đăng ký bị bắt. Tình trạng này đã bắt đầu xảy ra từ năm 2020, năm 2021, kéo dài cho đến bây giờ, bà Trang nhận xét chính Bộ Công an mà ông Tô Lâm là người đứng đầu đã đề xuất luật an ninh mạng thông qua vào năm 2018. Luật này đã ảnh hưởng lớn vi phạm gần như tất cả các quyền dân sự, chính trị của người dân Việt Nam. Và đây là hình Chủ tịch nước, đại tướng Công an Tô Lâm. Cũng theo bà Trang, thời ông Tô Lâm làm bộ trưởng, chính phủ Việt Nam còn bị xếp vào nhóm các quốc gia thực hiện hành vi đàn áp xuyên biên giới. Còn chưa kể là từ năm 2017 cho đến năm 2023 có 3 người Việt Nam bị bắt cóc tại nước ngoài là Trịnh Xuân Thanh, Trương Duy Nhất và Thái Văn Đường. Trong đó có Trương Duy Nhất và Thái Văn Đường được coi là nhà hoạt động và vừa là nhà báo độc lập. AFA cho biết thêm, vụ án Đồng Tâm đã làm rúng động dư luận cả trong nước và quốc tế. Đêm ngày 9 tháng 1 năm 2020, hơn 3.000 cảnh sát cơ động và các lực lượng công quyền khác đã nổ súng tấn công vào thôn hoành xã Đồng Tâm, giết chết cụ kình và 29 người thân của vụ bị bắt. AFA dẫn lời ông Nguyễn Đình Thắng cho biết, ông Tô Lâm đã tham gia vào các vụ đàn áp nhân quyền diện rộng và đẫm máu từ khi còn làm Thứ trưởng Bộ Công an. Nói cẩm nhất là vụ ông Tô Lâm chỉ đạo đàn áp 7.000 người Hơ Mông ở Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vào năm 2011. AFA trích lời ông Ben Swandon, giám đốc tổ chức dự án 88, phát biểu với hãng tin AP Bộ Chính trị cầm quyền của Việt Nam do các quan chức an ninh hiện tại và trước đây thống trị. Ông Ben nghĩ rằng sự đàn áp và kiểm duyệt sẽ còn tăng cường hơn nữa trong tương lai. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu Tô Lâm có tiếp tục đàn áp nhân quyền khi nắm trọn quyền lực trong tay? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Việt Nam gia tăng đàn áp những người nói xấu ông Trọng Ngày 23 tháng 7, AFI Tiếng Việt cho hay Việt Nam tăng cường đàn áp trên mạng và ngoài đời trước tăng lễ ông Nguyễn Phú Trọng. AFI dẫn trường hợp cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên bị Facebook hạn chế khả năng tiếp cận sau khi bà đăng tải lên trang cá nhân hai bài viết. Một bài là tại sao Nguyễn Phú Trọng lại được đặt cách cho lịch sử phán xét đăng ngày 19 tháng 7, trong đó bà nhận định như sau. Không cần chờ đến lịch sử, nhân dân Việt Nam được quyền phán xét ông ngay lập tức. Trước đó một ngày, bà cũng viết một bài nhận định về việc ông Tô Lâm phải kiêm nhiệm hai chức sau khi ông Trọng qua đời, trong đó có nhắc lại việc Tô Lâm ăn món thịt bò giác vàng tại London năm 2021 khi còn làm bộ trưởng công an. Và đây là hình bài trên AFA. Ngày 22 tháng 7, bà Nghiên nhận được thông báo bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh từ Facebook nói rằng Chúng tôi nhận được yêu cầu từ Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị hạn chế khả năng tiếp cận bài viết của bạn. Facebook khuyến nghị bà Nghiên liên hệ với Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam nếu có bất kỳ câu hỏi nào. AFA dẫn lời bà Nghiên nói ngày 23 tháng 7 rằng Facebook đã quy hàng, tức là chạy theo lợi nhuận và từ bỏ cam kết bảo đảm quyền tự do ngôn luận khi kinh doanh ở Việt Nam và họ có thể nói rằng là hợp tác, thậm chí là thỏa hiệp với lại đảng Cộng sản Việt Nam để mà kiểm duyệt những trang Facebook của những người bất đồng chính kiến hoặc là kiểm duyệt nội dung những bài mà chính phủ Việt Nam không thích. AFA cho biết sự việc tương tự cũng xảy ra với nhà báo Lê Trung Khoa ở Đức. Chủ bút của trang Thời báo chấm đề cho biết trong ngày 23 tháng 7 rằng mạng xã hội Facebook thông báo không cho hiển thị 4 bài viết về tổng trọng ở Việt Nam. Ông Khoa nói, sáng nay thấy Facebook báo có 4 bài không được hiển thị tại Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Thông tin Truyền thông. Việc thông báo này là mới vì cả năm nay Facebook chỉ lặng lặng khóa bài ở Việt Nam mà không thông báo gì. AFA dẫn báo cáo minh bạch của Facebook cho biết, từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2023, công ty này đã hạn chế quyền truy cập vào hơn 2.300 bài viết, bình luận nhóm và fanpage ở Việt Nam do báo cáo từ Cục Phát Thanh và Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an. Và đây là hình Tô Lâm, người điều khiển hệ thống công an hiện nay. Lý do là những bài viết này bị cáo buộc vi phạm luật pháp địa phương về cung cấp thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, theo quy định tại Điều 5.1, Nghị định số 72 một còn lại bị hạn chế do bị cáo buộc vi phạm luật pháp địa phương khác. AFA cũng cho biết, song song với đàn áp trực tuyến xuyên biên giới, nhà chức trách Việt Nam trừng phạt những người ở trong nước dám có tiếng nói trái ngược với chế độ. AFA nhắc lại việc Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phạt hành chính 7 triệu rưỡi đối với 3 người vì đăng tải nhiều bài viết có nội dung nói xấu ông Trọng và buộc họ phải cam kết không tái phạm. AFI dẫn nhận định của một nhà hoạt động cho rằng Hà Nội đang dựng kịch bản về ông Trọng như một bác hồ mới nhằm hâm nóng lại giá trị đã cũ củ nát của đảng Cộng sản. Chính vì vậy, những nỗ lực làm rõ hay vạch mặt ông Trọng và đảng Cộng sản lúc này trở thành một trọng tội và bị đàn áp dữ dội. AFI cũng dẫn lời một nhà hoạt động khác ở Sài Gòn cho hay, ông vừa bị công an triệu tập để làm việc về bài viết trên trang cá nhân, bày tỏ sự bất bình về chuyện nhà nước ra lệnh phải than khóc đối với ông Trọng. Ông cáo buộc trong quá trình làm việc, một số nhân viên an ninh đã đánh và ép ông phải thừa nhận trang Facebook cùng bài viết của mình, nhưng ông phủ nhận và từ chối ký tên. Trước khi cho về, công an nói sẽ triệu tập làm việc tiếp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Việt Nam gia tăng đàn áp những người nói xấu ông Trọng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.